Nữ quái dọa nổ bom cướp ngân hàng, muốn tạo ấn tượng và mong vào tù sớm. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Mới đây đã xảy ra một vụ việc hy hữu, đó là một nữ quái đã cầm hai trái mìn tự chế để đi cướp ngân hàng. Đặc biệt nữ quái này còn khá quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam khi đã tham gia rất nhiều game show truyền hình. Vậy nữ quái này là ai? Nữ quái cướp ngân hàng từng là thí sinh game show. Ngày 11 tháng 10 năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phùng Thị Thắng, nickname Khang Pi, sinh năm 1996, quê Bắc Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bước đầu Thắng khai do nợ nần nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Theo thông tin ban đầu ngày 10 tháng 10, sau khi chuẩn bị bình ga mini, bình kho lửa, xăng, dây đèn nhấp nháy bỏ vào bên trong giỏ sách, sau đó mặc áo khoác tay dài, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen bắt xe taxi đến phòng giao dịch ngân hàng Techcombank trên đường Trường Vĩnh Ký. Tại đây Thắng kêu tài xế xe taxi đứng chờ còn mình đi vào bên trong phòng giao dịch. Giờ đã hết giờ làm việc, bên trong phòng giao dịch không còn khách nên bảo vệ nói với Thắng thứ hai đến làm việc. Chiều thứ bảy và chủ nhật phòng giao dịch ngân hàng không làm việc. Thắng xin bảo vệ vào bên trong lấy đồ rồi sẽ quay ra. Thắng đi thẳng đến quầy giao dịch nơi có hai nhân viên nữ ngân hàng đang kiểm kê chốt sổ sách để đóng cửa phòng giao dịch. Thắng để giỏ sách lên quầy, cố tình lộ ra bình ga, chai xăng và để nhấp nháy. Thắng cầm chai xăng và dụng cụ khò lửa lên, đe dọa sẽ cho nổ và bắt nhân viên phòng giao dịch lấy tiền bỏ vào túi của Thắng. Vừa đe dọa nhân viên Thắng còn chế xăng từ trong chai xuống sàn phòng giao dịch và bàn làm việc của nhân viên. Lò Thắng manh động gây ảnh hưởng đến phòng giao dịch và những người xung quanh. Nhân viên bên trong phòng giao dịch đã làm theo lời Thắng. Sau khi bỏ khoảng 2,1 tỷ đồng vào giỏ sách, Thắng giật giỏ sách chạy ra ngoài, leo lên xe taxi tẩu thoát. Mọi chi tiết về Thắng được bảo vệ ghi nhận và cung cấp cho công an. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an, công an quận Tân Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera nhận dạng đối tượng. Bên ngoài hiện trường, ngoài xe chữa cháy túc trực đề phòng sự cố thì các phương tiện chuyên dụng ra soát mìn của quân đội cũng được cử đến kiểm tra. Các tổ công tác nhận nhiệm vụ lần theo các dấu vết tỏa đi nhiều hướng để truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 150 phút khi vụ án xảy ra, một tổ trinh sát đã bắt được thắng tại Vincom Plaza Cộng Hòa Tân Bình. Tổ trinh sát đã thu giữ nhiều vật chứng cùng số tiền mà Thắng vừa cướp được. Bước đầu Thắng khai, sau khi cướp được tiền, Thắng đi taxi đến Ion Tân Phú, thay quần áo, rồi mua vali bỏ quần áo và tiền vừa cướp được vào, rồi đi taxi qua Vincom Plaza Cộng Hòa. Thắng chuẩn bị bỏ trốn thì bị tổ chính xác phát hiện khống chế. Muốn tạo ấn tượng và mong vào tù sớm. Ngày 21 tháng 12, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại ngân hàng Techcombank Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đối với Phùng Thị Thắng sinh năm 1995 quê Bắc Giang về tội cướp tài sản. Tại tòa, bị cáo Thắng khai học ngành ngôn ngữ Anh tại Đại học Quốc gia Hà Nội, được 3 năm thì nghỉ học. Sau đó Thắng vào miền Nam tham gia game show, sáng tác âm nhạc. Lý giải về việc thay đổi lời khai, bị cáo nói khai mượn nợ như vậy để cơ quan điều tra xác định đúng, tạo ra sự việc ấn tượng. Bị cáo đi cướp là do giấc mơ mà bị cáo có được. Các giấc mơ cứ lập đi lặp lại nên bị cáo thực hiện giấc mơ đó thôi. Phùng Thị Thắng khai trước tòa. Phùng Thị Thắng nói khi thực hiện cướp tài sản, bị cáo nhận thức được hành vi gây chấn động cho khán giả và biết rõ hình phạt nặng trước khi sự việc xảy ra nhưng muốn gây ấn tượng. Bị cáo đi cướp là do giấc mơ cứ lập đi lập lại nên bị cáo thực hiện giấc mơ. Bị cáo đã thấy trước mọi điều trong giấc mơ. Tòa muốn phạt bị cáo mức án bao nhiêu năm cũng được. Bị cáo muốn tạo ấn tượng. Bị cáo ảnh hưởng phim hành động nên muốn làm như một bộ phim hành động. Bị cáo Thắng nói. Đối với hành vi chế tạo hai trái nổ, bị cáo Thắng khai nhận chúng có hình dạng giống bom, không có kíp và khả năng kích nổ. Bị cáo sử dụng nhằm mục đích hù dọa những người xung quanh khi cướp ngân hàng. Không có tài liệu chứng cứ nào xác định hai trái nổ do nữ bị cáo chế tạo ra là vật liệu nổ. Lý giải việc làm nhiều động tác cho camera quanh khu thương mại thấy, bị cáo nói để dễ bị bắt và mục đích vào tù. Thắng được nhiều người biết đến khi từng tham gia một số chương trình truyền hình. Trong lần công ty thiếu MC giới thiệu chương trình, Thắng đứng ra làm và nhận được nhiều lời khen vì khiếu hài hước, ngoại hình ưa nhìn. Nghĩ mình có thể phát triển được trong ngành giải trí, cô tham gia game show thách thức danh hài, lập kênh YouTube lấy nghệ danh Kang Pi cho khán giả quen mặt. Sau đó Thắng nghỉ làm bất động sản và định hướng bản thân phát triển nghề nghiệp trong ngành giải trí. Từ đó Thắng vay mượn tiền bạn bè và cả giang hồ để đầu tư hình ảnh cho bản thân. Khi bị chủ nợ đòi, Thắng không có tiền trả nên nảy ra ý định cướp tiệm vàng hoặc ngân hàng. Sau đó Thắng lên mạng học cách chế tạo quả nổ, mua bình ga, dây đèn nháy, kho lửa để làm quả nổ giả. Chân dung nữ quái cướp ngân hàng ở Sài Gòn qua lời kể nạn nhân. Bên cạnh đó chia sẻ về nữ quái trước khi thực hiện vụ cướp, chúng tôi dẫn lời NTHL, bạn thân của Phùng Thị Thắng cho biết: "Mình là bạn thân của Thắng từ năm cấp 2, Thắng là một người rất vui tính, hòa đồng và nhiệt tình, bạn cũng rất cá tính và luôn giúp đỡ mọi người. Do đó khi vụ việc của Thắng được báo chí đưa tin, nhiều bạn bè gửi hình qua nhưng mình không hề tin. Sau mới tìm hiểu kỹ hơn thì biết đó là sự thật. Khi đó mình rất sốc và đã khóc khi thấy hình ảnh bạn thân bị bắt. Thắng học rất giỏi, nổi trội nhất là các môn ngoại ngữ, sinh học. Cả thời gian học cấp 2 và cấp 3, bạn đều là lớp trưởng. Thắng cũng rất hay tham gia vào những hoạt động văn nghệ của trường, lớp. Người bạn này cho biết, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ và trường Cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội vào khoảng năm 2018, Thắng đã vào Sài Gòn để lập nghiệp trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, sale bất động sản đến kinh doanh. Chị NTHL còn cho hay, gia đình của nữ nghi can có hoàn cảnh phức tạp, bố mẹ đã ly hôn. Thắng sống với bà ngoại từ những năm học cấp 1. Trong mắt lờ, Thắng cũng rất tự lập, tự kiếm tiền nuôi bản thân và bà ngoại. Thỉnh thoảng còn đưa bà vào Nam đi du lịch. Khoảng thời gian học đại học, Thắng rất hay bị ngất. Tháng nào cũng phải nhập viện huyết học lọc máu liên tục mấy ngày. Mặc dù có bảo hiểm chi trả, nhưng mỗi lần lọc máu, Thắng cũng mất hơn 10 triệu đồng. Bạn ấy luôn muốn giải quyết vấn đề một mình do tự lập từ nhỏ. Khoảng tháng 5 năm 2020, Thắng có tâm sự với mình là mở nhà hàng kinh doanh, nhưng sau đó bị dịch bệnh nên thua lỗ mấy trăm triệu. Khi mình hỏi mình giúp gì được không thì Thắng không trả lời nữa. Chị NTHL cho biết. Bị tuyên án 19 năm tù. Ngày 21 tháng 12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng Techcombank, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đối với Phùng Thị Thắng về tội cướp tài sản. Tại tòa, bị cáo Thắng khai thực hiện vụ cướp vì muốn gây sự chú ý. Bị cáo ý thức được hành vi, biết rõ hành vi của mình là xâm phạm tài sản của người khác, biết rõ hình phạt trước khi thực hiện vụ việc. Viện kiểm sát cáo buộc Thắng đã thực hiện việc cướp và đề nghị mức án 18 đến 20 năm tù. Luật sư của bị cáo cho rằng quá trình điều tra chưa thực hiện việc thực nghiệm tại hiện trường để xác định Thắng có thực sự làm các nhân viên ngân hàng hoảng sợ hay không. Luật sư nói Thắng đi cướp nhưng không quan trọng cướp được bao nhiêu, hậu quả vụ án hiện không có và thành tích học tập 12 năm liền là học sinh giỏi để xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nói lời sau cùng thắng xin lỗi bị hại và xin lỗi đã gây cú sốc tới tất cả mọi người. Bị cáo nói dám làm dám chịu và chấp nhận mức hình phạt. Thắng cho biết bản thân đã ăn năn hối cải về hành vi vi phạm tội đã gây ra. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo thắng là đặc biệt nghiêm trọng. Đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác và gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội cần phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung. Từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt Phùng Thị Thắng 19 năm tù giam về tội cướp tài sản theo điều 168 Bộ luật hình sự. Trên đây là nữ quái dọa nổ bom cướp ngân hàng, muốn tạo ấn tượng và mong vào tù sớm. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo